Minh Ngọc xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình giờ kết sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu phần 1 của bản tin hôm nay, hãy cùng Minh Ngọc điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Bão Delta chuẩn bị tiến vào, nguồn cung dầu bị gián đoạn. Ngược chiều thị trường, chứng khoán nhật giảm nhẹ. Theo chuyên gia, Benny dạy sống, thị trường liệu có lập đỉnh 2020? cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBC Việt Nam trong chương trình giờ kết sổ ngày 7 tháng 10. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, công ty cấp nước Đồng Nai trên sàn Upcom với mã giao dịch là DNW vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 20%. Theo đó, với khối lượng chào bán là 20 triệu cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu có một quyền mua, cứ năm quyền mua được mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 15.000 đồng một cổ phiếu, tương đương với số tiền dự kiến thu về là 300 tỷ đồng. Được biết giá chào bán đang cao hơn giá trị sổ sách của DNW chỉ là 11.177 đồng một cổ phiếu, nhưng thị giá cổ phiếu trên sàn đang khoảng 19.000 đồng một cổ phiếu. Công ty cổ phần mía đường Sơn La trên sàn Hà Nội với mã giao dịch là SNLS vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức niên vụ 2019-2020 vào ngày 20 tháng 10 với tỷ lệ là 70%. Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, tương ứng một cổ phiếu nhận về 7.000 đồng. Hiện gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi trả số tiền hơn 68,5 tỷ đồng. Niên vụ 2019-2020, công ty đạt doanh thu là 1.053 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và vượt 22% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận sau thuế là 119 tỷ đồng, tăng 89% và gấp 4,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Sang năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 816 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, so với mức thực hiện ở niên độ 2019-2020, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 26 tỷ đồng, giảm 78%. Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dở Tân Cảng, Tân Cảng Logistics trên sàn HOSE với mã giao dịch là TCNL vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ là 30%. Cụ thể, với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra khoảng 90 tỷ đồng, tương đương một cổ phiếu nhận phải được 3.000 đồng. Và ngày đăng ký cuối cùng là vào ngày 28 tháng 10. Thời gian thanh toán dự kiến là trong tháng 11. Theo báo cáo kinh doanh năm 2019, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tăng 7% lên 952 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về gần 94 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch của cả năm. Với năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu là tăng 6%, lên mức là 1.039 tỷ đồng, qua đó có lãi hơn 102 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 là 25%. Hiện cổ phiếu TCL đang giao dịch quanh vùng giá lịch sử là 29.700 đồng một cổ phiếu, cao gấp đôi so với thời điểm vào đầu năm. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vina Cafe Biên Hòa trên sàn HOSE với mã giao dịch là VCF vừa tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ là 250%. Theo đó, một cổ phiếu nhận về được 25.000 đồng với hơn 26,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi ước tính là 664,5 tỷ đồng. Hiện Masan Beverly là công ty mẹ đang sở hữu đến 98,49% vốn của Vina Cafe Biên Hòa. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 1.152 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 259 tỷ đồng, sắp xỉ cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 9.797 đồng, thu top những doanh nghiệp EPS cao nhất trên thị trường. Năm 2020, Vina Cà Phê Biên Hòa đạt mục tiêu đạt 3.150 tỷ đồng đến 3.300 tỷ đồng doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 725 đồng, đến 780 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành ít nhất được 36% kế hoạch lợi nhuận. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Vừa qua thì tập đoàn công nghệ Nest của Nhật Bản đã thỏa thuận mua lại Avalok Group AG, công ty cung cấp phần mềm cho các ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ. Công ty cung cấp phần mềm quản lý tài sản tài chính hàng đầu châu Âu. Có các khách hàng bao gồm hai ngân hàng lớn là Deutsche Bank và HSBC đã báo cáo doanh số bán hàng đạt 664 triệu đô la Mỹ vào năm 2019, trong đó 70% đến từ các khách ở châu Âu, Thương vụ cho thấy tham vọng qua và lốc trong chiến lược tiếp tục định hình tương lai của ngành tài chính bằng cách tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D. Song song với đó, thỏa thuận trên sẽ cho phép Net cung cấp các dịch vụ máy tính đám mây có được thông qua việc sát nhập, kết hợp với các sản phẩm phân tích dữ liệu và sinh trắc học cho các tổ chức tài chính. Ngoài ra, thương vụ sát nhập trên cũng được cho đến từ cảm nhận được sự phù hợp về văn hóa, sự quan tâm đến khách hàng và con người giữa hai công ty Thụy Sĩ và Nhật Bản. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 4 năm 2021 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết với giá trị lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ. Trong báo cáo vừa được công bố, doanh số ô tô trong quý 3 của hãng sản xuất ô tô điện Tesla đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2019, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với xe ô tô điện của hãng này cao hơn hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác. Cụ thể, Tesla bán được 139.000 ô tô thể thao đa dụng SUV và sedan trong quý 3 năm 2020, so với con số là 97.000 chiếc trong cùng kỳ năm 2019. Con số trên cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 không tác động đến hãng xe điện này quá nhiều. Trước đó, doanh số ô tô toàn cầu quý 2 của Tesla tăng 2,5% so với quý 1. Bất chấp các biện pháp ngăn chặn COVID-19, buộc nhà máy lắp ráp ô tô duy nhất ở Mỹ phải đóng cửa và ghi nhận khoản lợi nhuận ròng là 104 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu phân tích thì dự kiến hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk sẽ có thể ghi nhận quý có lại thứ năm liên tiếp khi công bố thu nhập quý 3 năm 2020, dự kiến vào cuối tháng 10 này. Thưa quý vị, thứ tư vừa qua, theo thờ The Times, thì Bộ trưởng Tài chính của Anh, Ricky Sunak, đã có kế hoạch loại bỏ các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán London vì lý do an ninh quốc gia. Theo động thái được đề xuất, thì Bộ Tài chính dự kiến sẽ đưa ra một loạt các kịch bản, trong đó có các quyền được sử dụng, chẳng hạn như nếu nghi ngờ rằng một nhà nước thù địch đang tìm cách đổi lớp doanh nghiệp làm suy giảm danh tiếng của sở giao dịch chứng khoán London, thì có thể loại bỏ doanh nghiệp niêm yết đó ngay lập tức. Báo cáo cho biết thêm, một danh sách đã được đưa ra. Các tên trong đó được đánh giá là có khả năng gián điệp nhằm bí mật thu thập dữ liệu của nhà nước và thương mại của Anh. Tuy nhiên, một báo cáo do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội chuẩn bị đã kêu gọi chính phủ trực tiếp ngăn chặn hành động trên và cho rằng việc cơ quan quản lý tài chính xác định và ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia là không hợp lý. Phía ông Rishi Sunak cho biết, động thái được đề xuất không nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ công ty cụ thể nào đây chỉ là một phần nhỏ trong danh sách được lên kế hoạch sẽ được chuyển đến Hội đồng An ninh Quốc gia Anh để xem xét. Sau đây là một số thông tin nổi bật về thị trường dầu. Các hợp đồng dầu thô tăng phiên thứ hai liên tiếp vào ngày thứ ba, ngày 6 tháng 10, nới rộng đà tăng mạnh trong phiên trước đó, khi nhà đầu tư tập trung vào cuộc đình công đang làm sụt giảm năng lượng của Na Uy và cơn bão Delta, vốn có thể dẫn đến sự gián đoạn sản xuất ở khu vực Bình Mexico. Đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 1,36 đô la Mỹ, tương đương 3,29%, lên 42,65 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 1,45 đô la Mỹ, tương đương 3,7%, lên 40,67 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu bị kiềm hãm đà tăng sau khi Tổng thống Trump quyết định tạm dừng đàm phán với Đảng Dân chủ về gói kích thích kinh tế bổ sung cho tới sau khi cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, bão Delta dự kiến sẽ vào vịnh Mexico vào ngày mai 8 tháng 10. Đây là cơn bão thứ 10 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay sản lượng sẽ bị tác động khi các công ty như Shell đang sơ tán công nhân ra khỏi khu vực bị bão. Trong khi đó, thì Equino và BSB cũng đã bắt đầu ngừng sản xuất. Ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đã đóng cửa thấp hơn sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang ngừng đàm phán với các nhà lập pháp dân chủ về luật cứu trợ coronavirus cho đến sau cuộc bầu cử. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 1,34%, xuống 27.772 điểm. S&P 500 giảm 1,4%, xuống 3.360 điểm. Nasdaq cũng giảm 1,57%, xuống 11.154 điểm. Boeing là cổ phiếu giảm điểm lớn nhất trong Dow Jones. Gã khổng lồ hàng không vũ trụ đã cắt giảm dự báo trong 20 năm về nhu cầu máy bay do bùi phóng xạ từ đại dịch. Tổng khối lượng giao dịch của Mỹ ngày 6 tháng 10 là 10,55 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình là 9,79 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó các nhà đầu tư và những người đang trông đợi nhiều vào kích thích tài chính hơn để hỗ trợ thị trường đã bán phá giá cổ phiếu sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ cuộc đàm phán với các nhà lập pháp dân chủ về dự luật cứu trợ coronavirus. Trước đó vào hôm thứ ba, chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ ông Jerome Powell cảnh báo rằng sự hồi phục kinh tế Mỹ vẫn có thể rơi vào vòng xoáy đi xuống nếu virus corona không được kiềm chế và quốc hội không cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung. Sau đây là một vài thông tin về thị trường chứng khoán Á trong phiên ngày 7 tháng 10. Chứng khoán Á hầu hết tăng điểm vào ngày thứ tư khi tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng đàm phán kích thích kinh tế cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Chỉ số ASX 200 tại Úc dẫn đầu mức tăng giữa các thị trường chính trong khu vực khi tăng 1,25%, đóng cửa mức 6.036 điểm. Sau thông báo về kế hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ nước này cam kết sẽ tái thiết nền kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo tương lai của Úc. Chỉ số hang sân của Hồng Kông cũng chỉ 1% tính đến, đến giờ giao dịch cuối cùng. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,89% trong ngày lên 2.386 điểm, với cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,5%. Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa giảm nhẹ khi chỉ số Nikkei 225 mất 0,05% xuống 23.422 điểm. Với các cổ phiếu như Nippon Corp tăng 3,31% và Fanuc cũng tăng 0,1%, trong khi Fujitsu thì giảm 0,53%, thị trường Trung Quốc tiếp tục đóng cửa cho một ngày nghỉ lễ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ kết sổ và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như là xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với các chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ kết sổ. Ngay sau đây, hãy cùng Minh Ngọc theo dõi cuộc trao đổi với biên tập viên Thanh Kiều và ông Nguyễn Quốc Đại đến từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích chuyên sâu về phiên giao dịch chứng khoán ngày 7 tháng 10 năm 2020. Dạ vâng ạ, à, xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. À, thưa anh thì có thể nói là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì dòng tiền đổ rất là mạnh vào thị trường. Vậy thì có phải là do thông tin lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm mạnh hay không ạ? À? theo quan sát cá nhân của tôi thì cái thông tin mà ngân hàng khó ngân hàng giảm lãi suất gửi tiền gửi tiết kiệm đã tác động một phần không nhỏ đến tâm lý của giới đầu tư trên thị trường và hiện tại trên thị trường thì giới đầu tư vẫn đang đồn nhau là tiền rẻ đang rất nhiều ở ngoài thị trường Do đó cái thanh khoản của thị trường trong những phiên gần đây từ mốc bình quân là 5.600 tỷ là có những cái phiên tăng hơn 6.000 tỷ thậm chí là cái phiên giao dịch đầu tuần nó đạt tới cái mốc là 8.000 tỷ và trong phiên ngày hôm nay thì kết thúc phiên thì thị trường giao dịch khớp lệnh cũng đạt là gần 7.900 tỷ thị trường đã liên tiếp vượt qua những cái ngưỡng cản tâm lý và dòng tiền đổ vào thị trường khá là mạnh đặc biệt là tập trung ở cái khối cổ phiếu ngành ngân hàng. một áp lực chốt lời mạnh sẽ xuất hiện một cái lực cầu lớn tương ứng để hấp thụ toàn bộ cái cổ phiếu ở vùng giá hấp dẫn. do đó thì thị trường liên tiếp tạo đỉnh mới và đặc biệt trong phiên ngày hôm nay, thị trường đã có cái phiên chinh phục theo tôi đánh giá là khá là thành công là chinh phục cái ngưỡng kháng cự 919 922 ngay tại cái thời điểm vượt cái vùng tiệm cận cái vùng này và vượt lên thì dòng tiền đã thể hiện được sức mạnh và không chỉ ở nhóm ngành ngân hàng đặc biệt là bộ ba cổ phiếu trong đó có là Vinh Cơm, Vinh Hôm và VRE chính bộ ba này đã tạo động lực đi lên cho thị trường và trong phiên đóng cửa ATC thì lực cầu rất là lớn vào vào cổ phiếu Masan đã đẩy cổ phiếu này cách bước giá trần một bước giá là 61.900 và rất là nhiều cổ phiếu khác và tăng theo. Đặc biệt là có cái nhóm cổ phiếu Benny, hàng loạt cổ phiếu Benny đóng cửa ở mức giá trần ví dụ như OGC hay là ITA hay là cổ phiếu FLC của tập đoàn FLC Dạ vâng thưa anh có thể nói là một phiên ngày hôm nay thực ra là có rất là nhiều cái thông tin tích cực đúng không ạ? Và có thể nói là trong phiên ngày hôm nay thì thị trường chỉ số VN-Index đã tăng tới cái mốc đã vượt qua cái mốc 920 điểm. vì thì theo cái quan điểm của anh đó là cái mốc 920 điểm này sẽ là một cái mốc hỗ trợ hay là một cái mốc kháng cự ạ? À? À, theo quan điểm cá nhân á, thì uh, thị trường hiện tại đang uh, tiệm cận với dùng uh, kháng cự 919 922. Uh, tuy nhiên nó cũng giống như khi mà thị trường chuẩn bị bứt phá vượt qua khỏi 900 thì tâm lý của người của nhà đầu tư khi bán ra lệnh bán thì họ nghĩ rằng là thị trường đây là có ngưỡng kháng cự tuy nhiên dòng tiền mới vào thì nói thật sự thì cái ngưỡng kháng cự nó nằm xa hơn có thể ở vùng 904 hay 906 riêng quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ là thị trường năm nay có thể là đóng cửa cao hơn cái mức điểm 960 điểm dạ thưa anh thì có thể nói là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có bộ đôi cổ phiếu nóng đó là uh, ITA với là OGC thì lại tiếp tục hút mạnh dòng tiền và có thể nói là tăng trần đồng loạt vậy thì anh có thể lý giải như thế nào về cái hai cổ phiếu này ạ? À? Uh, thực chất thì uh, trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay uh, rất là nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ như ITA và uh, OGC uh, tăng mạnh uh, kể đến có thể kể thêm ví dụ như là FLC nè, uh, hoàng quân nè. Uh, À, hàng loạt cổ phiếu có thị giá nhỏ à, rất có rất là nhiều câu chuyện à, Tuy nhiên đối với bộ đôi này thì tôi quan sát được thấy là cái hai cái cổ phiếu này à, tôi đánh giá là gần như là cái bước à, hoàn thiện về tái cấu trúc doanh nghiệp kéo dài gần hơn 2 năm nó đã có một số thành tựu nhất định à, ví dụ như việc mà à, cổ phiếu ogc họ sẽ bán đi một phần cái cổ phần của họ ở à, những cái mảng kinh doanh ví dụ như là ở OCH thì sẽ mang lại một khoản tiền khá là tốt để phục vụ cho quá trình tái cấu trúc và giới đầu tư họ đã đánh giá được cái tiềm năng sắp tới của bộ đôi này do đó thì họ mạnh dạng họ rót tiền vào bởi vì trên thị trường gần đây chúng ta thấy thì cổ phiếu hsg là của ton hoa sen sau khi giảm rất là mạnh sau cái thông tin là gần như là tài chính của hsg nó gặp có thể là khó khăn. Tuy nhiên sau khi hát các hoa sen đã tái cấu trúc thành công, thì gần như là cổ phiếu này đã tăng giá gần gấp đôi. À, hay như cổ phiếu Hòa Bình à, đã giảm về gần hơn bảy ngàn, tuy nhiên đã kịp hồi phục lên trên vùng ở trên mệnh giá. như chúng ta thấy hiện tại đó là ngay khi mà doanh nghiệp hoàn thành gần như là hoàn thành cái cái việc mà tái cấu trúc là doanh nghiệp, thì dòng tiền à, của giới đầu tư sẽ sẵn sàng rót vào do đó thì giới đầu tư họ đang kỳ vọng vào cái việc mà quá trình tái cấu trúc của hai doanh nghiệp này thành công Dạ vâng thưa anh thì lúc nãy anh có nhắc đến con số đó là 2 năm Thì bên cạnh hai cái bộ đôi kia thì cũng có một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu HBG của tập đoàn Hòa Phát Thì có thể nói là sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 6 tháng 10 Thì cổ phiếu này đã lập đỉnh 2 năm Vậy thì thưa anh thì nhà đầu tư của chúng ta trong giai đoạn này thì có thể kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu này không ạ? À? Uh, thực chất việc uh, thị giá của Hòa Phát uh, liên tục uh, tạo đỉnh mới đây là một cái điều uh, gần như là mọi giới đầu tư đã đón trước được bởi vì uh, Hòa Phát tăng trưởng về chất lượng là do doanh nghiệp làm ăn có lãi tăng thị phần và thậm chí là sản lượng tiêu thụ uh, cách đây uh, một hai hôm thì cũng đã công bố ra là tăng rất là mạnh do đó uh, thực chất thị giá của Hòa Phát hoàn toàn không là không không gọi là đỉnh được bởi vì thực chất thì hiện tại bây giờ hòa phát đã vượt rồi và chúng ta không biết được đỉnh của hòa phát là ở chỗ nào giới à, đầu tư thường gọi vui là hòa phát là cổ phiếu quốc dân à, và tôi đánh giá có thể hòa phát sẽ có cái hiện tượng giống như vinamilk có nghĩa là bạn đầu tư vào ở vùng giá nào cũng được bạn cứ giữ đó một năm và chắc chắn cái lợi nhuận của bạn nó sẽ cao hơn cái tiền lãi ngân hàng à, và hiện tại bây giờ chúng ta thấy thì hòa phát liên liên tiếp phá những cái đỉnh cao Uh, và gần như thì thông tin tích cực liên tục đưa ra uh, một một nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ra thì lập tức sẽ có một nhóm khác uh, mua hết cái lượng đó và chúng ta thấy thì gần như là không những tăng về thị giá mà còn tăng về khối lượng giao dịch uh, do đó thì uh, chúng ta cùng nhau chờ coi Hòa Phát sẽ uh, thiết lập cái vùng giá uh, mới ở cái vùng giá nào và tôi đánh giá thì Hòa Phát sẽ um, tiếp tục tăng nữa có thể là thêm 20 25% nữa và dạ vâng ạ à, rất cảm ơn anh về những ý kiến chia sẻ vừa rồi ạ à. mong rằng quý nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những thông tin thật là ý nghĩa à đến đây thời lượng dành cho chương trình giờ kết sổ cũng đã hết minh ngọc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán phú hưng hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giờ kết sổ tiếp theo